Mấy bữa nay lướt toàn thấy mọi người ăn trứng hột vịt lộn, hột vịt dừa mà, cho nên hôm nay là 261 ban hột vịt lộn, cái là hột vịt dừa nha. Còn bầu bầu mà hột vịt lộn, cho nên bầu sẽ ăn trứng ngỗng. Ở đây có trứng dừa là trứng lộn, giờ nó lộn xộn luôn rồi. Cái hành xôi thế nào ăn trứng? Đây. Trứng này nó muốn dừa rồi chồng sắp ơi. Sắp sắp chín gần rồi đúng không? Nhưng mà vẫn được đúng không? Em đoán này là hột vịt lộn. Rồi mở ra thử. Ấy giữa nè. Em đoán này là hộp vịt lộn. Sao có nhiều chị nói là mình ăn trứng ngỗng ít thôi, ăn trứng trứng ngỗng nhiều quá nó sẽ bị lì. Lì. Ủa cái lớp nó đen đen vậy ta? Lớp nào? À. Cái lớp vỏ ngoài nó bị đen đen. Ủa chồng ơi. Gì vậy? Nó đen thùng nhá. Ủa? 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 Này lớp lớp vỏ. Gì vậy? Lấy lớp vỏ này ra. Ủa? Cũng vậy luôn hả? Ừ. Thì mọi người thử sao nó đen thui. Nhưng mà hửi thì nó không có hôi. Bình thường hả? Bình thường. Ủa sao nó đen thui lùi vậy? Cái gì? Ngỗng hô. Ngỗng hô là ngỗng đen hả? Ngỗng é. Ngỗng é. Đây là trứng vịt dừa. Còn đó là trứng ngỗng sắp dừa. Vữa luôn hả? Là sắp. Chú gà ăn thịt lộn đi. Cho bánh mì nó có nhiều tóc. Sao nghe ta nói không, vịt lộn gà bánh mì có lộn con đẻ ra sẽ nhiều tóc ta. Chiếc ngỗng á, cái lòng vàng đó, nó có một vị lạ ha. Nghe nó giống vữa kiểu trứng đồng vậy đó. Ừ. Nó sát cái vỏ luôn, nó không có vị, nó không tách ra được như là trứng trứng lạ. Tại sao nó vậy ta? Mà sao nó không có mùi gì lạ hết á, nó như bình thường như ăn trứng ngỗng thường. Kỳ vậy. Trứng giữa có mùi mùi hả? Thơm. Mà trứng giữa xong thì mình sẽ lấy trứng ngỗng, ở trứng trứng lộn. Phải không? Trứng lộn thì tỷ lệ nó sẽ cao hơn, tại trứng lộn nãy nó nhiều hơn. Trứng lộn này, hấp cho đã. Chắc lộn không? Chắc lộn rồi. Chắc lộn chứ không phải là lộn nha. Này ngỗng khác. Cái lộn cũng nhiều lần, từ bữa là chất lượng luôn á. Đã. Hay là trứng ngỗng sao nó sẽ như thế này. Cũng có lẽ mất. Thật khác thì so với những trứng ngỗng khác. Ở trong này là xấu xí quá. Nhưng mà nó không có mùi gì hết. Ý là nó không có hôi, nó bị thanh kim. Mọi người biết bị gì mọi người bình luận với. Đã ăn lòng vàng không? Trắng luôn nè, nè có miếng trắng nè. Mè. Mè, cái này gọi là cái mè. Ốc mè. Ăn trứng giữa này đi vậy? Ha, giữa này đang lộn đâu. Hết ăn dục à. Mình giữ khô nè. Mang giữ nước thì có giữ nước anh lấy cho. Cái mùi giữa nè, còn mùi nãy không có không, mùi không luôn. Không có mùi, đúng không? Em biết cái gì đây? Lộn. Lộn. Ừ, hấp nước đi. Ừ, chín giữa. Thổi nha. Lộn lắm rồi, người ta một trời đúng là chất lượng luôn á. Nó có khác biệt với trứng ngỗng hồi nãy không? Là biết trứng ngỗng nãy nó vỡ rồi. Dạ, trứng ngỗng nãy nó muốn vỡ à. Muốn vỡ hả? Ừ. Ngon quá. Lâu lắm mới ăn trứng lộn luôn á. Có đứa không ăn học vịt lộn, nói xong cái mấy đứa kia không được ăn luôn. Mấy đứa nhỏ hả? Đứa này nữa nè. Có vịt lộn mà. Vậy đó rồi á hả? Lên cái căn rồi la lại. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Ừ, còn đây cái miệng giữa nhau. Lộn mà. Này giờ hấp nước đi. Lại là lộn. Nước lộn này ngon nè. Cứng rồi nó rồi đó. Lại luôn cái con đó. Ủa lại lộn tiếp hả? Ok, để em bên nè. Có giữa nước nè. Có xong. Chưa nước lắm. Bắt đầu sạt rồi. Thôi ăn đi. Thôi dạ ăn trứng đi. Rồi này anh ăn. Nước nó bổ đó. À, lộn mèo. Ăn vịt lộn phải bóp vỏ hết. Ừ. Ừ, đừng để vỏ. Nóng có cần bóp không? Bóp luôn. Gì à? Xuống dưới đừng không bị gánh nước gì đó. Xuống dưới đâu? Vô ăn mấy trứng ngán no mọi người. Cảm ơn mọi người đã chọn xem video của dòng Henny cho các bạn nhóm đôi kia nha. Ai biết trứng ngỗng nãy của em bị gì comment cho em biết chứ nha.